Về vấn đề là cái mục đích của chúng ta đấu tranh để làm gì? Chuyện này hôm ra nhiều người nói rồi, hôm nay mình nói lại. Nó có điều thế này, trong suốt nhiều năm qua thì cái việc mà các cái tổ chức phản động nước ngoài, các cái tổ chức chống cộng cờ vàng ở hải ngoại, cũng như là các cái tổ chức tay sai trong quốc nội chống cộng, nó sử dụng internet, nó sử dụng các cái trang mạng xã hội để mà nó tấn công, nó xuyên tạc bịa đặt về cái tình hình xã hội của Việt Nam, với cái mục đích duy nhất của nó là chống cộng. Còn về cái mục đích cao hơn của nó là muốn xây dựng cái xã hội này là thứ yếu, gần như là nó không quan tâm tới cái việc xã hội này sẽ phát triển như thế nào, phát triển ra sao, mà nó chỉ cần dùng những cái hình vẽ, những cái bánh vẽ cho rằng lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì xã hội sẽ tốt đẹp. Đó chỉ là những cái bánh vẽ mà nó làm suốt trong bao nhiêu năm nay. Chúng ta thấy thì trước đây thì chúng ta có cái mạng gọi là Yahoo, Yahoo hỏi và đáp. Chúng ta có Messenger, chúng ta có chat, các phòng chat. Và qua đó người ta tuyên truyền bao nhiêu thứ. Và vào cái thời gian cách đây khoảng hơn 10 năm, thanh niên chúng ta thích chat chít với nhau trên mạng xã hội Yahoo Messenger. Và việc tuyên truyền trên đó nó cũng được tạo dựng nên một cái phong thái cũng rất khác, bao gồm đưa video, bao gồm đưa các cái chương trình phát thanh của RFI, RFA, BBC hay là VOA, nó tuyên truyền lên các phòng chat. Sau đó là nó lên các cái trang như là Yahoo hỏi và đáp. Trong đó có các cái mục về chính trị xã hội, các cái mục về lịch sử, các cái mục về tôn giáo tâm linh. Một điều rất hay đó là tôi cũng tham gia vào hoạt động đó khoảng vào những năm 2005-06. Bắt đầu khoảng năm đó thì chúng ta thấy trong cái mục tôn giáo và tâm linh, mỗi ngày ở cái mục đó của chuyên mục của nước Mỹ nó tầm tầm khoảng trên dưới, với cái số lượng trên 300 triệu dân mà Mỹ nó chỉ có khoảng chưa tới 100 câu hỏi về vấn đề tôn giáo tâm linh hàng ngày. Thế mà ở Việt Nam chúng ta có tới gần 500 câu hỏi về tôn giáo tâm linh hàng ngày, và có hàng vạn câu trả lời cho chuyên mục tôn giáo và tâm linh trên Yahoo hỏi và đáp. Vào thời điểm đó thì tôi thấy là cái việc chống công giáo là nhiều nhất, và người ta thường lấy các tài liệu từ sách hiếm.net để mà người ta trả lời cho các cái câu hỏi cũng như giải ngoặc tôn giáo. Điều đó mà chúng ta thấy được suốt cái quá trình chống cộng của các thế lực chống cộng cờ vàng và các thế lực khác thù địch Việt Nam, bao nhiêu năm nay nó một mình một chợ, và sự phát triển tự phát của những người khác, như tôi là người dùng internet và tôi lên đó tôi thấy nó có vấn đề và tôi phản biện, phản bác lại các cái luận điệu xuyên tạc đó là cái việc hết sức bình thường, nhưng nó cô độc, nó không có cái sự liên kết, nó không có cái sự tổ chức về tư duy cũng như sự hỗ trợ lẫn nhau về kiến thức cũng như là sự hỗ trợ với nhau về số đông để tạo nên sức mạnh. Đó là cái việc mà trong suốt thời gian qua việc chống cộng trên mạng xã hội, từ Yahoo hỏi đáp, từ Yahoo Messenger cho tới ngày hôm nay, thì gần như là các thế lực chống cộng một mình một chợ. Chỉ khoảng gần 5 7 năm nay thì tôi thấy sự tham gia của các blogger, sự tham gia của nhiều người do cái mạng xã hội được mở rộng hơn. Chúng ta có tới trên 50 triệu tài khoản Facebook, thì chúng ta cũng đồng nghĩa với việc có hơn 50% người dân đang sử dụng mạng xã hội ở cái mục Facebook. Còn về Yahoo, còn về YouTube, còn về các mạng xã hội khác như Twitter hay là Viber hay là các cái loại hình mạng xã hội khác rất nhiều. Điều đó cho thấy rằng là việc tham gia mạng xã hội của người dân đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ ở Việt Nam. Và cũng vì vậy cho nên là cái việc tham gia để phản bác các luận điệu xuyên tạc cũng đã bắt đầu mạnh mẽ. Do đó thì các cái thế lực đang
chống cộng, nó nhìn thấy cái nguy cơ mà các cái hội nhóm, các cái tổ chức, các cái nhóm người mà tham gia phản bác, phản biện lại các cái quan điểm sai trái, các cái luận điệu xuyên tạc của họ, họ bắt đầu cảm thấy có nguy cơ, và gần như là việc vạch mặt họ nó xảy ra hàng ngày. Giống như các cái sự kiện, sự việc ở Việt Nam trước đây thì một mình một chợ muốn tuyên truyền sao cũng được, và người dân ở hải ngoại, tất cả những người ở hải ngoại gần như là chỉ có một chiều thông tin là cái chiều chống cộng, do họ mặc nhận rằng là đừng nghe những gì cộng sản nói. Do đó cho nên tất cả những cái kênh chính thống của nhà nước Việt Nam phát ra đều họ đều không nghe, và họ chỉ xem được các tờ báo cũng như các cái đài chống cộng ở hải ngoại mà thôi. Do vậy nên việc nắm bắt tình hình ở Việt Nam là vô cùng hạn hẹp và hạn chế. Những năm gần đây chúng ta thấy là Facebook phát triển, YouTube phát triển, bao nhiêu thứ phát triển, và hình ảnh của Việt Nam được đưa ra ngoài rất nhiều. Ví dụ như kênh KBC hải ngoại hay kênh Tiếng Quê Hương của những người, của những nhà báo, của những người dân ở hải ngoại, tự họ tổ chức lấy, tự họ tổ chức làm bản tin và họ đem qua cung cấp thông tin chính thống, cung cấp thông tin chính xác về hình ảnh, về con người, về sự kiện ở Việt Nam cho những người đang ở hải ngoại, làm cho cái việc chống phá, xuyên tạc bịa đặt của một số người có hận thù với chế độ cộng sản này nó trở nên vô dụng đi. Và rất là rõ ràng thấy như cái kênh Phố Bô Sa TV đem hình ảnh vô cùng cực đoan, hình ảnh xấu xí nhất của người Việt tại hải ngoại trưng bày, và thậm chí là phô diễn nó lên cho tất cả những người dân ở trong nước xem thấy, và đã làm vỡ mộng cho rất nhiều người ở trong nước với mong muốn rằng chúng ta phải đi sang Mỹ ở, bởi ở Mỹ nó là thiên đường tự do thế này thế khác. Nhưng sau khi xem kênh Phố Bô Sa TV, xem kênh KBC Hải Ngoại của nhà báo Nguyễn Phương Hùng, người ta thấy được rằng sự trơ trẽn, trơ tráo và những cái sự xấu xa của chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại làm người ta chán ngán và làm cho người ta cảm thấy hụt hẫng. Điều đó chúng ta thấy được. Và cũng vậy, người Việt ở hải ngoại có nhiều điều kiện để tiếp cận hơn với hình ảnh ở trong nước, làm cho người ta hiểu rằng ô, Việt Nam đã phát triển và rất phát triển, dù đã bị bao nhiêu sự hạn chế về phát triển kinh tế do cấm vận, do các cái điều kiện chống phá như là đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi tự do tôn giáo, mà về thực tế việc tự do tôn giáo thế nào, nhân quyền thế nào, mọi người đều được biết qua các kênh truyền thông như là YouTube hay là Facebook. Tôi ví dụ, người ta có thể hiểu được là tại sao người ta cứ ra rã, các linh mục cứ ra rã là ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, nhưng rõ ràng người ta thấy là các linh mục đang tổ chức tuần hành về vấn đề tôn giáo ở ngoài đường mà chả có ai ngăn cản, ngăn cấm gì cả. Thậm chí là nếu cái trường hợp mà các linh mục dắt giáo dân ra ngoài đường tuần hành như thế mà ở Mỹ như thế thì chắc là bị đập rồi. Hoặc là người ta thấy được rằng không có tự do dân chủ nhân quyền mà các nhà dân chủ nhân quyền lại ra rã lên trên mạng tuyên truyền xuyên tạc bịa đặt. Người ta thấy các nhà dân chủ cứ biểu tình rần rần ngoài ở ngoài đường, yêu cây yêu cá yêu đủ thứ, và người ta tổ chức tuần hành bao nhiêu thứ ngoài đường mà chả thấy công an đàn áp hay gì cả. Dĩ nhiên các cái sự quá đáng, các cái sự bạo lực, bạo loạn sẽ trở thành sự đàn áp, chấn áp chứ không phải đàn áp. Người ta luôn gọi là đàn áp, nhưng tôi cho rằng để mà đối với tội phạm, khi anh tuần hành biểu tình một cách ôn hòa không sao cả, nhưng nếu anh bạo loạn, nếu anh gây rối trật tự thì việc chấn áp là đương nhiên, đừng có nói là đàn áp cho nó mệt. Chính vì điều đó cho nên chúng ta thấy được là song song với cái việc đưa thông tin từ nước ngoài về đây và từ Việt Nam đưa thông tin hình ảnh con người Việt Nam sang nước ngoài bằng chính mạng xã hội đã làm cho các cái đám dân chủ, hoạt động dân chủ cờ vàng ở tại hải ngoại đã gần như trở nên bất lực, bởi vì Internet, mạng xã hội đã rất phát triển. Chúng ta thấy nếu như ở đây Việt Nam không có tự do, và nếu như thực sự như thế mà với cái điều kiện phát triển về mạng xã hội Internet như thế này, việc sử dụng Internet của người dân mạnh mẽ như thế này, thì chắc chắn rằng không bao lâu Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ là cái chắc. Nhưng rõ ràng việc người dân được tự do sử dụng Internet và sử dụng một cách mạnh mẽ làm cho người ta thấy rằng ở Việt Nam hình ảnh con người Việt Nam vô cùng tươi đẹp, vô cùng tự do. Nếu không có tự do, Việt Nam cắt cái rụp mọi cơ sở hạ tầng
về Internet, đứt cái cụm. Giống như Trung Quốc, không hề có YouTube, không hề có Facebook, và họ tạo ra một cái hệ thống mạng riêng của họ, và thế là họ kiểm soát tất cả. Việt Nam chúng ta không làm vậy, mà chúng ta cho tự do hoạt động. Và chính với sự tự do hoạt động đó để cho thấy rằng mọi luận điệu cho rằng Việt Nam đang cấm đoán, đang cản trở hay là đang bóp đi cái quyền tự do thông tin hay là quyền tự do Internet, đó là cái việc vô cùng dối trá và xảo trá. Bởi rõ ràng tôi và các bạn đang nói chuyện với nhau bằng Internet, tôi tự do, và các bạn cũng đang ra rã chửi bới đó, cũng rất tự do. Cho nên chúng ta thấy việc rất là nhiều bạn tham gia mạng xã hội trong suốt thời gian qua để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc là cái việc vô cùng tự nhiên và vô cùng bình thường. Chỉ có một điều rằng đó, những con người đó, nó xuất phát từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nó xuất phát, có những cái xuất phát điểm về tri thức, về gia đình, về hoàn cảnh, về tâm lý, về tất cả mọi cái rất khác nhau. Có bạn thì có một số khác biệt về giới tính, có bạn thì có một số sa sút về kinh tế, có bạn thì có một chút về trí tuệ, có những bạn thì có thể là bị hạn chế về vấn đề văn hóa. Tất cả mọi người đều được lên mạng xã hội và nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, và họ cũng lên đó đến với nhau, hai vợ chồng với nhau thì ở hai gia đình khác nhau, khi về ở với nhau tâm lý khác nhau, rồi lúc lúc họ thương yêu nhau, họ đến họ cua lẫn nhau, thì có thể là họ giấu đi cái sai cái xấu của họ, nhưng khi về ở chung với nhau thì cái sai cái xấu nó lòi ra hết. Và cũng vì vậy, những người đang đấu tranh ở trên mạng xã hội, họ đi đến cùng mục đích với nhau, nhưng khi đến với nhau thì họ cũng mang lên cả cái tính xấu xa, cái tính xấu của họ cùng nhau đến với nhau. Do vậy cho nên là khi tập hợp họ lại thành một cái hội nhóm thì dĩ nhiên mỗi người một tính xấu nó gom lại thì nó sẽ trở thành đấu tố lẫn nhau. Đây là cái việc cũng rất bình thường, bởi vì cái điều đó mà chúng ta lọc được, thanh lọc được những người không đủ và không đủ điều kiện cũng như không đủ cái khả năng tham gia đấu tranh. Bởi vì đấu tranh nó cần phải có những cái tiêu chuẩn cụ thể nào đó. Tôi ví dụ như các bạn thấy đấy, nếu như các bạn đứng trong một cái tổ chức hàng ngũ là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì để bước vào đó các bạn phải đạt một số cái chuẩn mực cụ thể, ví như lý tưởng của bạn là gì, trình độ của bạn ra sao, bạn được phát ngôn thế nào, tính kỷ luật của bạn như thế nào. Tất cả những cái đó nằm trong một cái tiêu chuẩn để vào một tổ chức đó. Nhưng mà các bạn thấy đấy, những người tự phát, những công dân tích cực, yêu nước, lên mạng xã hội đấu tranh, chống lại, phản biện, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, họ đến từ nhiều thành phần khác nhau, nhiều trình độ khác nhau. Cho nên ở đây, họ không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào để thỏa thuận với nhau và có sự ràng buộc về kỷ luật. Do đó, việc họ có những sai lầm là đương nhiên và bình thường. Việc họ không đủ điều kiện đấu tranh, họ không đủ cái khả năng đấu tranh và họ dừng lại, họ không đấu tranh nữa hay là họ có những sai lầm, đó cũng là cái chuyện hết sức bình thường. Cho nên tôi cũng khuyên các bạn, nếu cảm thấy được, những các bạn cùng đấu tranh với tôi, nếu cảm thấy là mệt mỏi, thì các bạn có thể nghỉ ngơi cho đến khi nào các bạn cảm thấy thư thả, thư giãn, khỏe mạnh, hãy tiếp tục đấu tranh. Còn như các bạn thấy rằng là mình có những cái sai lầm và cần phải có thời gian để sửa chữa, cần phải có thời gian để chúng ta bình tâm trở lại, thì cũng có thể tạm dừng, rồi sau đó chúng ta quay trở lại mạnh mẽ chiến đấu. Cũng vậy, hy vọng cộng đồng mạng xã hội, tất cả mọi người không quá kỳ thị hay hiềm khích đối với những sai lầm của các bạn, bởi tất cả chúng ta đều vì cái mục đích chung duy nhất, đó là phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chứ không phải là chúng ta đang là người trong một cái tổ chức nào đó với một cái tiêu chuẩn đạo đức cụ thể nào đó như Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên các bạn đòi hỏi tất cả mọi người có một cái chuẩn mực đạo đức cụ thể nào đó, thì đó là cái điều đòi hỏi nó quá sức của tất cả mọi người. Mọi người chúng ta đều là người dân bình thường, chúng ta đều là những người hết sức bình thường trong xã hội này. Và việc chúng ta có những sai lầm, chúng ta không nằm trong một cái chuẩn mực đạo đức mà với các bạn mong muốn, đó cũng là bình thường.